thăm nụ cười. Em ơi, không phải là kẻ tình si, cũng không phải là lãng tử mượn đó đào kỳ để tương tư hình bóng, mà chỉ bưng bưng rơi trái tim rung động khi lần đầu tiên hạnh ngộ giới qua yêu đó ngay trong gian một căn đảo.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.